Alo, kênh 7 xin nghe. Thưa quý vị, việc thu hồi đất để có thể thực hiện dự án là vấn đề thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận. Và để người dân đồng tình hưởng ứng giao đất thì các cơ quan chức năng cần phải tăng cường các biện pháp tuyên truyền vận động, đồng thời phải thông tin rõ ràng về các dự án, minh bạch về các phương án bồi thường. Mới đây, đường dây nóng của chương mục Alo Cử Tri đã liên tiếp nhận được nhiều phản ánh của cử tri huyện Thủy Nguyên thuộc thành phố Hải Phòng bày tỏ những băn khoăn và trăn trở trong công tác bồi thường, hỗ trợ di dời và bố trí tái định cư khi thu hồi đất phục vụ cho dự án mở rộng đường 359, ghi nhận của nhóm phóng viên Alo Cử Tri. Đây là đường 359 mở rộng, đoạn qua xã Ngũ Lão, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Phần lòng đường và vỉa hè này trước kia là hai căn nhà của anh Nam và em gái. Bị thu hồi nhà làm dự án, chưa có điều kiện mua nhà mới, khiến cuộc sống gia đình gặp nhiều khó khăn. Gia đình nhà tôi ấy, ở trên cái nhà này từ năm 91 đến nay, khi nhà nước thu hồi thì lại không cho chúng tôi tái định cư. Mà trong khi đó là rất nhiều nhà ở đây giống trường hợp nhà tôi mà được tái định cư, tôi cũng không hiểu tại sao. Tương tự, hộ gia đình nhà bà Trang cũng rơi vào cảnh không được cấp đất tái định cư mà chỉ nhận được tiền. Số tiền được nhận lại không đủ mua căn nhà mới, công việc bấp bênh, thu nhập thấp nên gia đình cũng rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Gia đình nhà tôi bồi thường bằng tiền, giá tiền của nhà nước giả, nhà tôi không được mua được đám đất như hiện tại chúng tôi sinh sống. Mà bây giờ tôi không có đất làm ăn và sinh sống, phải ở tạm nhờ nhà con gái. Họ thu hồi thì là cái chuyện tái định cư thì gia đình tôi là hiện nay là có ba hộ gia đình, các con tôi ở đây là có ba hộ gia đình, nhưng mà khi họ thu hồi tái định cư họ không cho gia đình tôi tái định cư. Mà bây giờ hộ gia đình tôi cũng mười mấy cái khẩu nhân khẩu ở đây, thế là nó rất là chật. Theo người dân, để thực hiện dự án mở rộng đường 359, các cơ quan chức năng cũng đã bố trí phương án dành 20 hectare đất làm khu tái định cư. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện lại có dấu hiệu thiếu minh bạch. Mặc dù trong bối cảnh tương đồng và cũng bị thu hồi đất, nhưng hộ được cấp đất tái định cư, hộ lại không được. Căn cứ vào quy định của điều khoản 2 điều 6 của nghị định 47 năm 2014 của chính phủ quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư thì hộ gia đình Báo Quang có đủ điều kiện để cấp đất ở nhà tái định cư, bởi vì lý do ở đây cái diện tích thửa đất bị thu hồi ấy, hiện nay là đang có 3 hộ gia đình cùng sinh sống. Do vậy là ở đây có 2 hộ gia đình sau khi đất bị thu hồi đã không còn đất để ở nữa, hoặc là không có đủ diện tích đất ở theo quy định. Vì vậy là cái việc mà Ủy ban Nhân dân khi thu hồi đất thì chưa giải quyết thỏa đáng cho 2 hộ gia đình để ở đất ở. Liên quan vấn đề này, nhóm phóng viên Truyền hình Quốc hội Việt Nam đã nhiều lần đề nghị đặt lịch làm việc với các cơ quan chức năng của huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Nhưng đến nay, sau hơn một tháng mà huyện Thủy Nguyên vẫn chưa bố trí lịch làm việc với nhóm phóng viên.